thật là nhà quê thật. Tại vì đôi dép mà Yến đi thì cả trường học chẳng bạn nào đi. Quần mà Yến mặc thì cả trường đi học chẳng bạn nào mặc. Cặp mà Yến mang thì cũng chẳng bạn nào đi học mang cặp sách như thế cả. Thế đúng là đồ nhà quê thật. Và từ đó thì ra biệt thành đồ nhà quê. Xin chào mọi người, mình là Hoàng Mỹ Dung, trưởng nhóm Ngựa Hoang. Các thành viên trong nhóm thì thường gọi mình là Dung Đại Ca. Không phải tại vì mình là trưởng nhóm, mà còn bởi vì mình to lớn hơn tụi nó về mặt ngoại hình, rồi vượt xa tụi nó về tài đánh nhau, và đặc biệt là tuổi đời cũng già hơn tụi nó nữa. Chào các bạn, mình là Tuyết Anh. Những thành viên trong nhóm Ngựa Hoang hay gọi mình là con nhỏ xinh đẹp nhưng cô kỳ. Chính vì vậy có cái biệt danh là Hoa Khôi. Và mình thấy là xinh đẹp thì đâu có tội gì đâu, đúng không? Mình cũng không có quan tâm tới mấy cái biệt danh này lắm. Bảo Châu xin gửi lời chào đến tất cả các bạn hâm mộ. Mình là một cô gái có đầy đủ hội tụ các ưu điểm trở thành một người nổi tiếng. Bảo Châu là một cô gái vừa xinh xắn, vừa dễ thương, vừa đam mê diễn xuất. Mình có biệt danh là Chi Mập, thì nhìn thân hình của mình là các bạn cũng hiểu rồi ha. Nhưng mà mình thấy cũng đâu có sao đâu, bởi vì mập mạp, nhưng mà quan trọng nhất là các bạn cảm thấy vui vẻ, sống tự tin và yêu đời. Hãy tự tin như Lan Chi nha. Cái tên biệt danh này thì cũng không cần giải thích gì nhiều, tại vì mọi người coi phim thì mọi người cũng sẽ biết là sở thích của mình là chửi thề và sở trường cũng là chửi thề. Mình chửi thề rất là giỏi, và chắc chắn sau này mình có thể xuất bản ra một cuốn từ điển dành riêng về chữ thề.